Hôm nay giới thiệu mọi người tiếp là lan trầm tím. Đây. Đấy. Mình đã bông ở đây. Lá non. Thường thì người ta trồng vào chậu gỗ, mình thích là tí mình cấy vào miếng gỗ này. Hoa. Mùi thơm ngào ngạt luôn. Giống như bản sai nước hoa, một loài hoa đem đến cho bạn sự kinh việc mặt kinh tế rất cao, về giá trầm tím rừng này giá rất là cao. Một ký nói là bán được ký như 1.700.000, 95.000 một triệu mấy đó. Đấy, trầm tím đấy, đây là hoa lan trầm tím. Đẹp thôi rồi đúng không? Hình nữa. Xuân hạ thu đông là gần mùa hè nó mới nở. Thường nó nở vào mùa xuân. Mê ly luôn. Đây là vì trời mới mưa xong nên nó cả đang có các nước này này, có nước này thì ra hoa rất đấy, vì trông đẹp chưa, quá đẹp, nhìn từ xa này. Trên đây nó chuẩn bị nở, sắp tới nó nở chung, nó đẹp lắm này đấy. Trầm tím này, nhà mình có một chậu trầm vàng này, nhưng mà hiện tại trầm vàng chưa nở nên mình chưa quay. À, bây giờ mình chỉ quay trầm tím. Áo đẹp luôn. Thơm thơm kinh điển. thơm nước mùi nước hoa đó. nước hoa này nè, nước hoa gì đó, nhưng mà đẹp phải ban phân cây đốt mặt này, đốt một đó. khúc một chiên khúc một đấy, lá non. Nằm tiếp.